Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Phản ứng của mẹ ruột Đàm Vĩnh Hưng khi phát hiện con trai có quý tử. Trong thời gian trước, Đàm Vĩnh Hưng từng khiến người hâm mộ bất ngờ khi công khai con trai ruột trong live show kỷ niệm âm nhạc. Hình ảnh hai bố con thân thiết và quan tâm nhau nhanh chóng chiếm spotlight của buổi tiệc. Sau thời gian kín tiếng thì cuối cùng nam ca sĩ cũng công khai hình ảnh quý tử một cách đường hoàng. Mới đây trên trang cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng, anh khoe trọn khoảnh khắc chăm sóc nhóc Tì ngay từ khi lọt lòng. Tuy nhiên điều khiến công chúng xúc động hơn cả là cảm xúc của mẹ ruột nam ca sĩ trước khoảnh khắc quấn quýt của hai bố con. Hành trình làm bố rất vất vả nhưng tràn ngập hạnh phúc của Đàm Vĩnh Hưng. Anh từng có những đêm mất ngủ để chăm con khiến khán giả xúc động. Tự tay thay bỉm sữa cho con, anh tận hưởng từng phút giây làm bố. Có là ông hoàng nhạc Việt vẫn tự tay chăm con. Anh yêu thương con trai vô điều kiện. Chung khung hình, mẹ ruột giọng ca Nữ Vân Trang diện đồ vô cùng đơn giản với áo thun trắng. Khi chứng kiến hình ảnh thiêng liêng và ý nghĩa của con trai ôm quý tử, bà không giấu được cảm xúc mà nước mắt giàn giụa. Có thể thấy hạnh phúc bình dị của một người mẹ chính là được nhìn thấy con cái thực hiện sứ mệnh với làm bố làm mẹ. Đây được xem là giọt nước mắt vui vẻ và đầy bất ngờ của mẹ ruột Đàm Vĩnh Hưng. Quý tử được nhận xét bụ bẩm và đáng yêu khi thừa hưởng nhiều trên trọi từ bố. Bộ lô hình dễ thương trong đêm nhạc của bố Hưng. Chắc chắn trong suốt thời gian nuôi dạy và chăm sóc bé, mẹ nam ca sĩ góp phần không hề nhỏ khi cô được biết đến là người phụ nữ hết lòng vì con, vì cháu. Là nghệ sĩ kín tiếng về đời tư, nam ca sĩ ít khi lên tiếng về điều gì. Việc chấp nhận công khai con trai chứng tỏ tình yêu thương vô bờ mà anh dành cho thiên thần nhí. Đặc biệt trong đêm nhạc kỷ niệm, anh còn dành nhiều âu yếm vỗ về cho món quà vô giá nhất cuộc đời này. Đây là bô lô hình, con trai của Đàm Vĩnh Hưng. Cảm ơn con đã đến bên bố và gia đình mình. Ngay từ nhỏ nhóc Tì đã mê nghệ thuật. Kể từ khi trình làng con trai nhất cử nhất động của gia đình anh luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Với điều kiện kinh tế vững chắc, nam ca sĩ sẽ cho thiên thần nhí một tương lai tươi sáng và rực rỡ. Cậu bé cũng được cho là người thừa kế gia tài kết xù của người bố nổi tiếng. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng nhóc Tì đã được Đàm Vĩnh Hưng đầu tư khủng khi người hâm mộ nhanh mắt nhận ra không gian vui chơi xịn sò. Nhìn thấy niềm viên mãn của con trai, bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ vô cùng xúc động. Tất nhiên, mẹ của Đàm Vĩnh Hưng cũng không ngoại lệ. Anh cũng kể về lần đầu tiên mẹ ruột gặp cháu nội. Tôi là một người thích em bé. Ngay từ thời điểm còn làm thợ cắt tóc, tôi đã bồng bế em bé. Ngay cả con của chị hai tôi cũng đã chăm sóc từ những ngày đầu nên mình rất thích. Tôi cũng thuộc tiếp người thích chơi bất ngờ nên thời điểm suy nghĩ đến chuyện có con, tôi không muốn công khai mà để đến khi nào có quả ngọt thì mới công bố. Ngay cả mẹ tôi cũng không tin chuyện tôi có con. Đến ngày đầy tháng tôi mới công bố với mẹ. Ngay cả khi tôi nói có con, mẹ cũng không có phản ứng gì, còn hỏi con đâu đến khi thấy được mặt cháu. Mẹ thấy giống từ mũi đến cằm mới vỡ òa lên khóc. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.